xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè Nam Châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là đôi xúc kép đến từ thương hiệu Ibo, rất nổi tiếng, cực kỳ xịn, đồng bộ cùng với này là ray Ibo. Đấy, và hôm nay là anh em chúng em vừa đi chạo về rất là khổ luôn. Đấy. Đây nhá, trước mặt các bác đây là xúc kép Ibo, bát nghiêng hai bát nhìn nhau. À, bát nghiêng nhá, không phải bát hầm đúng nhá, hầm là nó không nhìn thấy bát đâu mà gọi là hầm. Đấy. Hầm hang hốc như thế. Thì về này em sẽ dùng luôn cái dao huyền thoại này để rạch và cắt. Con này rất là khủng luôn. Chuyên cho các bác làm nai sâu thực hiện tiệc cưới ngoài trời. Con này nó đánh cho thì cứ phải gọi là hết ý luôn. Đấy, đang quay để có khách gọi. Thì em nghe điện thoại xong em sẽ giới thiệu tiếp các bác nha. Ở đây các bác nha. Thì con này đúng là cái dòng nai sâu sự kiện luôn. Đấy, cạnh thùng nó có cả dây này. Đấy, giống cái ôm chưa. Đấy. Tay sách này. Tay sách bằng sắt nhá. Thùng của nó này còn có cái này này nè, miếng cao su hay miếng mút thì nó đệm đây. Đấy, để kê xúc lên nhau. Đấy, mặt trước thì đây. Đấy, ông anh ngắm đi xem là khen hay chê thì ý kiến đi. Mai dội bom dùng ai tôi nhà hàng xóm nha. Con này với cái model của nó thì các bác xem đây. Đấy, NA218B. Tức là cũng NA này như NA hôm trước Array là 3612. Thì con này là NA218B. Đấy. CD IMEI đây, cộng 1.1 IMEI 4 ohm, công suất là trung bình là 1200W. Đấy, nó tức là đánh trung bình là 1200W, 600W một quả bát. 600W một cái bát, trung bình 1200. Đánh program là 2400, peak là 4800. 4800W là con này khói mù khét nẹt. Đấy, còn các bác đánh liên tục cứ tầm 1250 ở 4 ohm là các bác đánh thoải mái, bởi vì thông số nhà máy họ ghi ở đây thì nó là vậy, được chưa? Đấy. À, Panani này, đồng Panani này, cắm vào input ninh. Thường thường các bác đánh thì chỉ cắm một rác thôi, chứ còn cắm hai rác thì sợ cháy dây mà cắm kiểu ý. Đằng sau đây này nó có một cái thanh gỗ ở đây để các bác bắt ốc bánh xe vào đây. Thì còn đúng của nó là không có bánh xe dưới gầm đâu, chỉ có bánh xe sau lưng thôi. Về anh em Việt Nam chế là bánh xe dưới gầm. Con này thì thôi có khi em sẽ review tháo cục bát sau nhá. Chứ bây giờ mà con này mà em tháo bát ra thì mất thời gian lắm. Rất là to, rất là nặng. Thông số thì tí nữa em sẽ in ra cái tờ A4 cho các bác xem. Còn thôi bây giờ là tạm thời thế này đã nha. Tạm thời thế này đã. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhá. Giá tại cửa hàng là 18 triệu. Giá tại cửa hàng là 18 triệu. Còn bác khách ở Nghệ An, bác đã chuyển khoản cho em trước 20 triệu. Hệ thống là đây này. Còn lại là thanh toán là vào 18 triệu khi các bác nhận hàng. Hoặc là chuyển khoản nốt cũng được. Chuyển khoản nốt em tặng cho dây loa. Mà không chuyển khoản nốt, nhận hàng thanh toán thì em cũng tặng cho dây loa. Đấy. Tặng dây loa luôn. Súp này thì cũng có tặng dây loa, nhưng mà dây nó phải chất lượng em tặng cơ, dây có vẫn không tặng đâu. Không về trong tình trạng là khá là đẹp nhá. Bụi bẩn nó bám đây, dây trước nó kê lên đây này. Dây nhá. Nó chỉ cách đoạn này đến đây. Đấy, tức là mỗi bên là thừa ra tầm 2 phân rưỡi. Tổng cộng hai bên là thừa ra tầm 5 phân là cái dây kia nó xếp kín luôn. Để các bác xem cái dây kìa, mình thùng súp này. Hoành ta chàng. Ok, thì lát nữa em sẽ tháo ra cho các bác xem cụ bát rồi là các cái nha. Con này đánh thì rất là kinh, còn cái này vệ sinh hơi nâu tí. Đó, làm nó phải chuẩn, hàng nó phải xịn, review có bao sướng. Bát 50 từ 22 côn trăm. Khung xương của 2241 nha. Khung xương của 2241, 2242, em chỉ nói thế thôi, còn chuyên môn anh em thợ tự hiểu. Đánh thì kinh lắm. Đây các bác xem nhé, rất là khủng bố luôn. Em vừa rớt được cái màng ni lông ra. Đây ni lông vẫn đây. Nói chung là nếu mà các bác nào mà đã biết cái thương hiệu Ibo này, đẩy Ibo cũng đắt, cái gì cũng đắt, nhưng mà nếu mà so giá ra thì nói thật các bác này rất rẻ. Nếu như cái Array này các bác so giá ra rất rẻ, mà đôi xúc này thương hiệu thế, chất lượng thế mà giá giống giá em bán chỉ đắt hơn cái hàng giống mới một tí thôi. Các bác nắp cái loại bát xúc kép 50 từ 22 côn trăm, mẫu thùng như là JBL SX728, nắp bát 2241 thì em nói nhanh để nhẹ nhàng nó cũng phải tầm 16 đến 18 triệu một đôi giá thị trường hiện tại. Đấy, một số cửa hàng, còn bên em và bên em thì không có bán, nhưng còn bán thì có phụ kiện năm nay Thiên Long Bát Bộ có bán là tầm 16 đến 17 triệu vậy, còn tầm ấy. Còn đây là xúc kép nha, hàng bãi xịn như này. Bao cho các bác là đánh live sâu sự kiện tiệc cưới vừa vừa nhỏ nhỏ, tưng bừng luôn.
Bọn này hầm à, ban nghiêng, hai ban nó nhìn nhau. Sau là bốn lỗ thoát được, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 4 lỗ thoát thôi. Đánh kinh lắm. Loại này nó đánh tiếng rất là khiếp luôn. Thì cố gắng là trong clip lần sau thì em sẽ test thử chất âm nhá, cả dây cả súp luôn. Đấy, chứ còn review giới thiệu loa thì bây giờ em sẽ mở ra cho các bác cùng xem nhá. Đây các bác xem nhá. Bắt 50 tới 200. 50 tới 2 này. Đấy, cồn với trong 100 này. Đây là xương của GB nhá. Cái xương lần này các bác, bây giờ em nói chia sẻ luôn này, các bác nhìn cái B33G hay bất cứ cái loa nào, kể cả P Audio mà sử dụng cái khung xương này là khung xương của JBL 2241 2242. Đấy, đời cao nhất là 2245 vẫn dùng cái khung xương này. Các đời series 224 thì có 2240, 241, 242, 2244, 2245, cũng có 2243 không. Đấy, thép từ rất là mới này. Đấy, cái loa dây thì gì hoen rồi, còn cái này thì rất là mới, em về em chưa vệ sinh được nhá. Đây là vừa tháo ra. 50 tới 2 cột 100. Đây các bác xem cột kia này, con này cam kết zin hết từ đầu đuôi nhá. Đây là các bác chơi cái loại này thì phải gọi hết số luôn. Rất là nặng. Chắc phải tầm 13 14 cân các bác. Ui giời ơi, nặng lắm. Nó không nhẹ như cái loại bắt Trung Quốc đâu. Nó chỉ tầm 12 14 cân thôi, còn này trong hơn đấy. 14 cân thì nói là hơi điêu. Đây, bát của nó là luôn có hai cái dây dâu này. Con này đánh tiếng thì kinh lắm. Thì em vừa đang thử đây là con súp này em cắm dây tín hiệu vào nhưng mà chưa qua cắt cốt nhá. Tức là nó kêu như nó phun ra. Đấy, kêu như con phun ra. Mở đánh ôi, tiếng sâu cực kỳ luôn. Đấy. Đấy, loại này các bác chơi thì hết ý luôn nhá. Về là nguyên zin chưa vệ sinh đâu nhá. Đấy, vẫn còn nguyên cả bụi này, chưa vệ sinh này, nhìn tay này đầy bụi này. Con này đánh thì cũng phải gọi nó kinh hồn bạt vía luôn. Đây cấu tạo thùng của nó đây. Đấy, hai thoát hơi chưa. Em đang đặt đứng đây nhá, đặt dựng lên đây này. Cái này của nó là không có bắt bánh xe đây đâu, nên là mới thanh điện chế. Cái này đúng ra là thanh phải tháo cái bánh xe này ra nắp đằng sau, nhưng mà thôi, cái này em sẽ mua bánh xe xịn về tặng kỷ niệm cho các bác. Các bác nào đấy thì em sẽ tặng cho các bác là 8 cái bánh xe, một cái bánh xe nó tầm 6-70 nghìn một cái bánh xe loại xịn cao cấp ấy, thì 8 cái 8 cái mà 80 nghìn một cái nó phải tầm 5-600 nghìn rồi. Để quà tặng cho các bác là 8 cái bánh xe nhé, nên là đây là tặng quà rồi nhé, không còn đi gì mà kêu nữa đâu. Để bên trong thùng này em sẽ quay mua cho các bác xem này. Đấy, nó có bông này, có một cái khoang thiếp gì kìa, khoang tròn này, bông này là của cái dòng JB với B1B, nó hay có cái bông này, người ta nhét vào thôi chứ không có bắn kim tiếc kìa. Mấy thanh niên Trung Quốc này chỉ có nhét vào như thế thôi, không bắn kim tiếc kìa. Thùng sơn sần cát nhá, bao nhiêu năm rồi vẫn đẹp vẫn bền. Đấy. Đây cái bánh thoát hơi này, ok là nó sẽ bắn vào đây này. Đấy. Gì đây, cái miếng sơn. Đấy. Rất là chắc chắn nhá, gỗ dán chống nước nhá. Cái loại này các bác đi làm sự kiện nha, cứ nước mưa dội thoải mái. Chỉ sợ mỗi nước mưa vào màng thôi. Cái con này là về trong tình trạng là nguyên zin. Giá em bán tại cửa hàng là 18 triệu. Tặng cho các bác là 8 cái bánh xe. Quà tặng 5-600 nghìn rồi. Nói thật các bác là những cái hàng to cồng kềnh này em lãi chỉ 1-2 triệu một đôi thôi. Còn các bác bảo sao ăn lãi dày thì các bác đi buôn rồi các bác biết còn gánh bao nhiêu chi phí. Nào thì tiền lãi ngân hàng, cước phí vận chuyển đôi này nha. Từ em lấy hàng ở nguồn Lào Cai, từ Lào Cai về đến đây là vào 650.000 một đôi này, chưa tính cái tiền cước vận chuyển từ phố Trường Xá cách đây 3 cây, cách nhà em 3 cây, biếu cái ông lái xe tầm 120.000, mặt ông cười toét toét rồi. Thì này các bác nào xem thì tham khảo nhé. Đây ông lái xe ông về đây à? Vào đây chơi đã. Bây giờ mới quay, vừa tháo ra mất thời gian quá. Đấy, ống thoát hơi của nó sâu đến đây. Sâu đến đây. Đấy, nó thụt vào tí. Con này đánh tiếng thì rất là kinh nhá. Thì bây giờ sẽ lắp lại. À thôi, có khi cứ để ngoài này thôi. Tí nữa sẽ vệ sinh. Tí nữa bây giờ nó phải đi lấy thêm ít đồ nữa. Thì bây giờ sẽ mở ra này. Tí nữa sẽ vệ sinh, quét qua cái bụi ở các cái loa này cả. Rất là khủng bố nhá.
Loại này các bác đánh một tiệc cưới thì chỉ một đôi này thôi là đánh được. Nhưng mà loa phun vào ví dụ dây riếc này là đuổi không kịp đâu. Dây mà đặt cao là đuổi không kịp, còn dây mà kê lên trên đây mà cứ thế đánh luôn là được. Anh phán lên gì đó. Anh phán. Để các bác xem nhé. 18 triệu giá tại cửa hàng. Để các bác nào đấy thì em sẽ mất công mua bìa biếc các cái về đóng gói và gửi hàng cho các bác. Trừ chi phí tất tần tật đi chắc nãi được gần triệu. Nếu mà so giá gốc với giá bán ra thì nãi gần 2 triệu. Nhưng còn nếu mà trừ chi phí vận chuyển này nọ thì mình công đóng gói thì chắc nằng nhằng nãi gần triệu chống hết. Bắt 50. 50 à? 50. Dưới 2 côn trăm. Từ to to côn lớn. Dụng máy tôn nhà anh Hải. Anh mà ấn giữa màng nó bẹp xuống thì em bắt anh mua đấy nhá. Không phải nhìn thấy mà ấn đâu. Vỡ vặn nào. Ơ cái rác kia không vừa anh? Cái rác rác này, rác kia là rác lõm cơ. Cái rác này rác lồi. Rồi rồi, ok anh cứ cầm đấy, tí em đưa cho. Đấy. Ok nhá, thì bây giờ em xin phép tạm dừng video ở đây. Các bạn quan tâm đến cặp Super Omega Ultra Power Sub IBO này thì liên hệ trực tiếp. Giá 18 triệu. Anh em thợ nào đấy thì liên hệ trực tiếp với em. Các bác cứ cho em xin hình ảnh cửa hàng em có giá tốt cho các bác. Thì giá tốt các bác thừa biết rồi gì nữa. Mượn gì anh? Mượn. Tí nữa. Gà đi cái con... Con... Rất nặng. Con gì ở... Ok các bác nhé.